Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi có trên Facebook và YouTube để coi lại. Chúng tôi có livestream giờ phút này ở trên trang mạng của đài. Đó là LidoSaigonTV.com và còn trên TV bình thường ở miền Nam California là 56.10. Hôm nay là thứ Năm ngày 3 tháng 3 năm 2022. Nếu mà mình viết á, trên giấy tờ đó thì là 0303-2022. Đó, 22. Coi như là 3322. Okay. Nhưng mà Ngọc Lan có biết là con số 3 đó, thì cái trong toán học đó thì nó có cái ngày gọi là ngày Pi Day đó. Tức là 3, 14, 16, nhớ không? Thì thường á, có nhiều cái doanh nghiệp đó về ăn uống, họ chọn cái ngày 3/14 là ngày Pi Day và thường là có những cái giá cả rất là hấp dẫn. Thí dụ như là một cái bánh hamburger hay là một cái gì đó bán đồ ăn đó mà 5-6 đồng đi. Tới ngày 3/14 thì bắt đầu họ nói là hôm nay chỉ bán với giá 3 đồng 14 xu thôi. Họ chọn cái ngày đó, ngày Pi Day. Pi Day là chờ mình chờ 11 ngày nữa đi. Ví dụ như giờ nhiều tiệm phở thay vì vô là 10 đồng, 13 đồng một tô, giờ bán 3 đồng 14. Không có tương lai đó đâu. Không có tương lai đó đâu. Ngày hôm nay, như anh Trường nói là ngày 3 tháng 3, nhưng mà thời tiết ở vùng quanh này, nó thay đổi liên tục. Mới lạnh thật lạnh đó, xong rồi nóng, rồi hôm nay lại sương mù dày đặc hết. Thì thưa với quý vị, thời tiết của California nó là lạ làm sao đâu á. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình coi qua cái trang thời tiết thì hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày lên chỉ khoảng 68 độ thôi, khác với lại ngày hôm kia là lên tới 80 độ và là con số kỷ lục của nhiều nơi. Rất là lạnh, rất là nóng. Hôm nay thì lại trời mát dịu lại rồi, nó còn hơi lạnh lạnh nữa. Nhiệt độ cao trong ngày hôm nay chỉ là 68 độ và ban đêm là 50 độ. Ngày mai nó còn lạnh hơn ngày hôm nay. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất chỉ là 63 độ thôi và thấp nhất là 49 độ. Qua tới ngày thứ Bảy cũng vậy, 60, 41, rồi 62, 42 coi như là từ lạnh qua tới cống, cho nên qua rét đó. Cho nên thời tiết lạ lắm, nhưng mà ngày mai lại còn có cơ hội mưa nữa và có sấm chớp nữa ngày mai. Cho nên thì cái thường thì cái mùa này nếu mà Ngọc Lan lên mạng xã hội thấy đó, nhiều người đi cái vườn hoa hạt nhân ở Bakersfield chụp hình. Nhưng mà sau ngày mai chắc là không còn ai đi nữa. Nếu mà mưa và gió như vậy đó thì rụng hết hoa rồi. Cho nên còn ngày hôm nay hả? Còn ngày hôm nay thì thôi, nếu mà không có mưa thì mình đi được. Còn ngày mai mốt trở đi rồi là hết đi được cái vườn hoa hạnh nhân ở Bakersfield. Đi làm mà sao đi. Thưa quý vị, liên quan đến những tin tức thời sự đó, thì chiều ngày hôm qua vào lúc khoảng hơn 5 giờ chiều đã xảy ra một cái vụ cướp xông vào ngay trong nhà cướp xong rồi bắn chết. Ít nhất là hiện bây giờ là một người đã bị chết và một người đang bị thương nặng. Thì vụ việc này nó đang được tiếp tục điều tra, nhưng mà nó gây cho người ta cảm thấy rất là kinh hoàng. Nó xảy ra ở Encino ở Los Angeles vào lúc 5 giờ 15 chiều ngày hôm qua. Thì khi đó cảnh sát nhận được tin là có một cái vụ có nổ súng, có một cái vụ đột nhập vào một ngôi nhà ở đường Densmore. Thì người ta nói lại rằng đó là có 3 kẻ nó đã đột nhập vào ngôi nhà này lúc mà cái garage cửa nhà đó nó
nó không có được đóng lại, nó mở. Mà buổi chiều thì khi vào trong nhà, lúc đó chỉ có một ông cụ 80 tuổi đang đứng ở ngay bếp để mà ông đang nấu ăn. Thì ông nhìn, ông thấy ba cái tên này vào. Thế là đã xảy ra một cái vụ mà giống như là đụng độ giữa người chủ nhà với ba tên đó. Thì ba tên này đã rút súng ra và bắn chết cái ông già này. Thì ngay lúc đó đó là em rể của ông, khoảng 60 tuổi, thì đang trên đường vừa mới từ đi chợ về, dừng xe lại trước nhà một cái thì lại bắt đầu là gặp ngay cả ba tên này, thì lại tiếp tục diễn ra một cái xô xát. Thì ba cái tên cướp này nó đã dùng súng để mà nó đánh trọng thương cái người em rể của cái ông cụ mà 80 tuổi đó. Thì lúc mà cảnh sát vừa tới nơi thì thấy là ba tên này là nhảy lên một chiếc xe BMW và bỏ chạy. Thì hiện bây giờ đó nội vụ cũng còn đang được điều tra. Người đàn ông mà 60 tuổi, em rể của ông già mà đã chết tại hiện trường đó, thì đã được đưa vào trong bệnh viện. Hiện bây giờ thì người ta cũng chưa biết là tất cả cái sự việc này nó như thế nào, nhưng mà cảnh sát nói rằng là có lẽ là cái khu vực này nó đã đang bị những cái kẻ cướp á, nó để ý. Thì những ngôi nhà xung quanh đó họ cũng cảm thấy rất là bàng hoàng trước cái việc mà xảy ra mà buổi chiều, chứ không phải là buổi đang đêm hay gì mà đột nhập vào nhà như vậy. Bây giờ có một câu hỏi nó liên quan tới tiền bạc, là tại vì đó đa số những cái cuộc thăm dò ở trên mạng đó, gia đình mà lục đục thì thường là tại vì chuyện tiền bạc, nó không có gọi là người xài hoang phí hay là người tiết kiệm, hay là trong gia đình thì vấn đề tiền bạc vẫn là được nhắc đến. Thăm dò mới đây cho thấy là khoảng 20% những người phụ nữ được hỏi, và khoảng cũng gần 20% những người đàn ông được hỏi, thì họ nói rằng là họ coi trọng cái vấn đề tiền bạc trong gia đình, chi tiêu và để dành như thế nào, và cảm thấy bất mãn khi mà một đối phương là đã không có đi theo cái chính sách mà gia đình đã đề ra, là phải tiết kiệm bao nhiêu trong một tháng. Gia đình và ông như nào là chính sách đó, phải có chứ, phải có chứ, là tại vì nếu mà tiền bạc mà không rõ ràng đó thì người thì xài hoang phí suốt ngày, mua bóp hiệu với lại giày cao gót mà mắc tiền này vân vân, hay là một người là suốt ngày đi thể thao cờ bạc đi nữa đi, thí dụ vậy đó, thì sẽ bất bình xảy ra. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay trong báo họ đăng lên vui lắm, có một người phụ nữ trúng số một số tiền lớn nhưng mà giấu ông chồng. Chết. Không may mà ông chồng phát hiện ra được. Số tiền thì họ không nói là bao nhiêu, chỉ nói là con số tiền lớn. Và sau khi trừ thuế thì bà này lấy về được nguyên một gói là 480.000 đô. Rồi, nhưng mà cái ngày bà này trúng số là tới 3 tháng nữa thì là bà mới lập gia đình. Thì bà quyết định rằng bây giờ tôi chưa có đám cưới xong thì tôi vẫn là độc thân hợp pháp trên giấy tờ. Tôi sẽ không chia sẻ cái này cho ông chồng của tôi, và tôi sẽ giấu luôn, tôi im luôn. Tiểu bang California, luật của tiểu bang California trúng số là phải nêu danh tánh. Còn có ít nhất là 6 tiểu bang là cho mình có quyền giữ kín cái danh tánh của mình nếu mình trúng số. Trong đó không có Cali. Cali là phải bỏ lên danh tánh lên. Trúng số là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó là đăng báo liền. Đó, thì cái bà này bà cũng hay là còn 3 tháng nữa mới đám cưới. Thì bà mới thôi, mình đang còn là độc thân hợp pháp, giấu luôn. Bà dùng số tiền này, bà nói rằng là cái câu chuyện này được đưa lên Internet đó thì nó gây ra cái phản ứng trái chiều. Một nửa số người trên Internet thì nói rằng là tôi đồng ý với việc làm của bà, và một nửa thì nói rằng là tôi không đồng ý với việc làm của bà. Đó. Nhưng mà bà này đó thì đâu có tiêu xài gì hoang phí. Bà đầu tư vô bất động sản, bà ủng hộ một số những cái cơ sở từ thiện này kia nữa. Một ngày đẹp trời thì cái người mà giữ cái số tiền của bà đó là nhân viên tài chánh đó, mới gọi cho bà mấy lần, bà nói và tính nói là số tiền của bà bỏ vào đã lên tới 1 triệu rồi. Đó. Không ngờ là gọi hoài không ai bắt máy. Thì ông đó, cái này cũng hại ghê, ông nhắn tin nhắn tin vào trong điện thoại của bà. Thì ông chồng đi ngang nè, thấy có cái tin nhắn này, ông chồng liếc vô, ông nhìn cái, ông thấy bà đã có hơn 1 triệu trong tài khoản này kia gì đó. Ông ngạc nhiên, ông nói ủa
hai vợ chồng làm lương có mấy chục ngàn tháng mà đâu ra mà có tài khoản lên tới 1 triệu. À, ông mới ngạc nhiên. Thì lúc bây giờ thì bà mới kể rõ cái sự tình cho ông. Thì ông chồng tới ngày hôm nay khi mà được phỏng vấn đó, thì ông chồng nói rằng là tôi cảm thấy rất là vui khi mà vợ tôi đã làm điều đúng này kia. Nhưng mà cái số người trên internet đó thì họ nói rằng là không làm được như vậy. Nếu mà Ngọc Lan là người trúng số chừng 5 triệu đi, Ngọc Lan có thông báo hay không, hay là không thông báo gì đó, tự mình muốn làm gì làm, trời, không cho ai biết. Thông báo chứ, 5 triệu số tiền lớn lắm, mình không thông báo người ta cũng biết. Lúc đó phiền lắm. Cho nên là thôi thà là nói. Còn cái chuyện bà này bà trúng số trước khi mà bà lấy chồng thì đó là lại là một cái chuyện khác nữa. Nhưng mà riêng cái suy nghĩ rằng là còn 3 tháng nữa đám cưới nhưng mà giếm luôn số tiền đó đừng cho ông chồng biết thì cũng hơi kỳ. Nhưng mà thưa với quý vị, cái câu chuyện ngày hôm nay được kể ra thì họ vẫn giấu danh tánh nha, tức là không nói tên, không nói người này đang ở đâu, mà chỉ nói rằng là nói là cái cuộc thăm dò vào năm 2013 thì cho thấy là đa số gia đình bất đồng là vì vấn đề tiền bạc xảy ra, nhưng mà cái chuyện này nó lại có một cái kết cục nó vui hơn. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần báo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Trở lại với cà phê sáng thì hồi nãy tiếp theo cái câu chuyện là người đàn bà hiện nay đó, khi bản tin đưa lên thì vẫn giấu danh tánh và cũng không có cho biết là đang ở cư ngụ ở đâu hết, nhưng mà chỉ biết đó là hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Ông chồng thì đồng ý với việc làm của vợ và nói rằng là vợ tôi tài giỏi lắm, biết giữ tiền, biết kinh doanh, thì thôi để cho bà ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng mà có một cái câu hỏi được đặt ra, mà câu hỏi này không phải là câu hỏi gọi là ít người hỏi tới, mà rất nhiều người hỏi. Nếu bạn trúng 3 triệu đồng tiền xổ số, bạn có nói với người phối ngẫu của mình biết hay không? À, nhiều người cũng thắc mắc, có nên nói hay không? Hay là không nên nói? Hay là giữ đó đi rồi mình tự mình điều khiển cái số tiền đó để cho nó tăng thêm này kia vân vân. Thì cái câu trả lời đó là nếu bạn nghĩ rằng là bạn không nói với người phối ngẫu của mình thì chắc là bạn bây giờ đang lên trên đường đi làm giấy tờ ly dị đi là vừa. Là tại vì họ nói rằng là khi bạn lập gia đình thì cái hợp đồng giữa bạn và người phối ngẫu của bạn và tiểu bang của bạn đang sinh sống đó là một cái hợp đồng, và tất cả tài sản đều phải là chia đều với nhau. Nếu bạn trúng 3 triệu thì người bạn của bạn, người phối ngẫu của bạn cũng là 1,5 triệu. Thá thí dụ như vậy. Và nếu bạn không có ý định để chia cho người đó thì tức là bạn đang cố tình đánh cắp tiền từ người đó, và đó là vi phạm luật tiền đánh cắp. Cho nên đó, họ nói rằng là mình đã lập gia đình rồi thì cứ việc nói thẳng ra đó số tiền đó, rồi hai vợ chồng mình sẽ tính đầu tư làm sao để tiền nó tăng lên, chứ không phải là có tiền rồi một cái là ăn chơi như người nổi tiếng đó, là tiêu hết tiền đó. Cho nên cái chuyện đó nghĩ rằng là sẽ không có ai đặt câu hỏi, nhưng mà rất nhiều người đặt câu hỏi và bây giờ người ta trả lời. Lập gia đình là một cái hợp đồng đàng hoàng. Đúng rồi, cái đó là đồng cam cộng khổ, hạt muối chia đôi, hạt đường lũng hết, trong trường hợp là lấy hết tiền đó. Ngọc Lan, nhưng cái chuyện anh Trường nói, Ngọc Lan nhớ cách đây cũng khá là nhiều năm, cũng ngay tại Hoa Kỳ này, lúc mà làm một cái bản tin đó, là cũng có hai vợ chồng đó, thì bà vợ, bà trúng số rất là nhiều. Cái số tiền lớn lắm, Ngọc Lan không nhớ chính xác, nhưng mà lúc đó hai vợ chồng Lan lục đục ly dị, thế là bà giấu nhẹm cái tiền đó luôn, rồi mới làm hồ sơ ly dị xong xuôi hết rồi bà mới moi cái tiền đó ra để bà xài. Thì lúc đó ông chồng phát giác ra được, thế là ông đi kiện truy lại là cái thời điểm bà trúng số là trước khi mà ly dị, thế là phải
phải chia thôi, thì trước sau vậy nó cũng lòi ra như thế. Thưa quý vị, ngày hôm tối thứ ba đó thì có một cái tai nạn xe rất là đáng tiếc xảy ra cho gia đình đang ở trong nhà. Nhiều khi người ta nói đó, đang ngồi trong nhà mà bị xe đụng chết là có thật và xảy ra rất là nhiều. Thì cái tai nạn này nó xảy ra tại một cái khu apartment ở Long Beach vào lúc khoảng hơn 10 giờ tối, khoảng 10 giờ rưỡi tối. Thì gia đình đó đang ngồi thì một chiếc xe pickup truck, cái người này chạy tông thẳng vào ở trong cái bờ tường của cái căn apartment này. Thì lúc đó cả gia đình đó, có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, thì chiếc xe này đã cán chết ông chồng 42 tuổi cùng với lại một đứa bé gái 3 tuổi. Lúc mà người hàng xóm người ta đến, người hàng xóm nói rằng là tự nhiên ngồi trong nhà cái nghe một cái tiếng giống như một cái tiếng nổ vậy đó, nghe một cái ầm một cái rất là lớn rồi thấy khói bốc lên. Thì người hàng xóm đã chạy ra và nhìn thấy cảnh tượng này, thì cái người đó cùng với lại nhiều người khác trước khi mà gọi cảnh sát thì họ đã kịp thời đến để mà tìm cách để mà giúp nạn nhân, kéo nạn nhân ra. Thì người ta mô tả, cái người hàng xóm mô tả rằng là thấy lúc đó là ông bố 42 tuổi đó là nằm ở dưới, rồi xong rồi cái những cái đống gạch đổ đổ lên trên, rồi tấm nệm, rồi đến đứa bé nằm vân vân, đến một loạt cái cảnh tượng rất là khủng khiếp. Người vợ và một đứa bé trai khác thì là không có bị ảnh hưởng gì hết. Thì sau khi mà đụng xong á, tài xế lái chiếc xe này là một người chỉ mới khoảng 20-22 tuổi thôi, thì đã bỏ chạy khỏi cái nơi xảy ra tai nạn, đã bỏ chạy đi mất. Thì sau đó thì cảnh sát bắt đầu, người ta đang truy tìm cái người này, nhưng mà những người ở quanh cái khu vực này á, họ đang đổ thừa rằng là mọi chuyện bắt đầu, cái khu xóm này nó bắt đầu nó nhiều cái tai nạn xảy ra rồi, những cái chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra đó là bởi vì ở gần đó mở một cái quán rượu, cách đây vài năm mở một cái quán rượu, cho nên là những người mà đi đến đó uống xong rồi khi họ đi ra buổi tối thì họ say xỉn, cho nên dẫn đến những cái hành động đáng tiếc như vậy. Thì người ta cũng đi qua, người ta nói là cái người mà thanh niên lái cái chiếc xe pickup truck này là mới từ ở trong cái quán nó ra. Nhưng mà hiện bây giờ thì chủ quán là phủ nhận cái điều đó, nói là không có cái nào cho biết rằng là cái người đó từ ở trong quán nó ra hết. Thì nội vụ đang được điều tra. Có một cái bản tin, bây giờ thì mình nói, nếu mà nói chuyện thời sự chiến tranh đó, thì chắc là quý vị cũng muốn theo dõi, cũng muốn biết coi là ngày hôm nay đã qua tới ngày thứ 6, thứ 7 gì rồi, cuộc chiến của Nga với lại Ukraine. Thì thưa với quý vị, tới ngày hôm nay đó thì Nga có thể hình như đang kiểm soát được một cái cảng lớn, một trong những thành phố lớn của bên Ukraine. Nhưng mà tin tức thì vẫn cho biết rằng là vẫn còn đang giao tranh và họ chưa chiếm được những thành phố lớn ở bên Ukraine, vẫn còn đang bị chặn lại ở nhiều nơi. Qua một cái bản tin khác đi cho nó nhẹ nhàng hơn, những cái tin chiến tranh thời sự hàng ngày. Con tôm hùm màu xanh quý hiếm. Các vị nhìn thấy cái hình đây, con tôm hùm màu xanh quý hiếm, blue lobster, mà nó có phát sáng ra nữa nha. Cái con tôm hùm này nó đặc biệt lắm. Đã được tìm thấy tại vùng biển của New Jersey. Một người dân đánh cá ở đây cho biết sau khi thả 40 cái lồng bắt tôm hùm xuống dưới biển Bailiwick ở vùng New Jersey, khi họ kéo lên khoảng 25 cái lồng như vậy đó, thì họ phát hiện ra có 4 con tôm hùm màu xanh nằm ở trong đó. Đây là loại tôm hùm quý hiếm và họ nói rằng là cứ khoảng 2 triệu con tôm hùm thì mới có được một, có thể là có được một con tôm hùm màu xanh như vậy. Nó tại vì nó do cái biến thể của nó, hay là gọi là Việt Nam mình hay dùng chữ gọi là đột biến, tôm hùm đột biến. Giống như lan đột biến. Cái loại là gì, hoa lan nhiều bán mấy tỷ đồng một cây đó. Thì ở đây thì họ không có dùng chữ đột biến mà họ nói là cái biến thể của nó cũng do cái môi trường của nó sinh sống nữa. Thì nó làm ra cái con tôm hùm màu xanh này. Cái size mà ở tiểu bang New Jersey cho biết đó, một con tôm hùm hợp pháp được bắt lên là phải dài ít nhất là 3.4 inches thì mới được phép giữ lại. Còn nếu mà nó nhỏ quá
thì người ta phải thả nó xuống biển. Nhưng là đây là loại tôm hùm quý hiếm, người ta muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn, nên cái người ngư dân này đó họ đã trao lại cho cái văn phòng của tiểu bang để mà định đoạt coi là sẽ được nuôi nó ở đâu, chăm sóc nó làm sao để mà có thể tìm hiểu thêm về cái loại tôm hùm màu xanh này. Cái vùng biển này đó thì họ để tên là Bailiwick, vùng New Jersey. Hiện nay thì có nhiều người ngư dân ở đây họ nói là chúng tôi thường là có nhiều loại tôm hùm màu xanh ở vùng biển này lắm. Nhưng thời gian gần đây thì coi như là nó gần biến đâu mất hết rồi. Có thể là cái lượng sinh sản của nó không có nhiều đó, hay là nó không có bị biến thể nữa, wow, cái di truyền gì của nó đó, cho nên không còn thấy con tôm hùm màu xanh này. Nhưng mà nó thuộc loại quý hiếm đó nha Ngọc Lan, được vào danh sách đỏ là không được giết đó, chỉ có thể nuôi để mà tìm hiểu thêm về cái giống tôm hùm này mà thôi. Wow, cho nên là dạ, chưa biết là ăn chưa thịt biết nó ra là làm sao. À, không biết ăn thịt nó ra làm sao. Thấy lạ quá, nhiều khi người ta cũng sợ. Hồi nãy xin lỗi, anh Nguyễn Trường có nhắc đến chiến tranh Ukraine, Nga đã xâm chiếm Ukraine, xâm lăng Ukraine. Thì ngày hôm nay đó, nhiều tin tức liên quan đến nó lắm. Nhưng mà có một ông tỷ phú người Nga, ông này là một nhà đầu tư làm về ngân hàng v.v. Ông ra cái giá là ông sẽ thưởng cho ai được 1 triệu đô la nếu như mà giống như là chụp được đầu của Tổng thống Putin vậy đó. Một triệu đô la, mặc dù số tiền 1 triệu đô la mà để lấy được đầu Tổng thống Putin thì nghe nó cũng rất là mơ hồ. Chẳng lẽ là ông đó rẻ đến như vậy, nhưng mà cũng nói lên được rằng là giống như là một cái sự cổ vũ cho dân Ukraine, rồi lên án ông Putin. Ông này nói rằng ông Putin á, là giống như là tội phạm chiến tranh. Ông này là một người gốc Nga tên là Alex Kononkin. Ông này tại sao, lý do ông đưa ra cái điều đó, rồi ông đã là người sống ở Nga như thế nào, rồi ông sang Mỹ làm sao? Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480, 7147561070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 7148976100 và 7144877889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến là một nhà triệu phú người Nga, người gốc Nga đưa ra cái giải thưởng là 1 triệu đô la cho những quân nhân hoặc bất kỳ ai mà bắt được ông Putin là theo cái giống như là một tội phạm chiến tranh như vậy. Ông thì, ở đâu? Ông này đang ở Mỹ. Ông là một doanh nhân bây giờ đang ở Mỹ. Bây giờ quý vị vào ở trong Facebook á, nó là tên ông là đang được đầy ở trên đó hết. Người ta nhắc đến cái việc đó là một doanh nhân người Nga đã treo giải thưởng 1 triệu đô la cho ai bắt được Putin dù sống hay chết, đầy hết ở trên Facebook như thế này. Thì ông này á, là hiện ông làm giống như là kinh doanh về tiền tệ rồi đó, tiền ảo. Ông đã rời Nga từ năm 92, từ đó đến bây giờ thì ông không có quay lại nước Nga. Rồi sau đó thì ông sang Mỹ. Ông sang Mỹ từ năm hai vợ chồng ông đến Mỹ là năm 99. Nhưng mà rồi sau đó thì không biết vì lý do gì đó, người ta nói là 4 năm sau khi đến Mỹ đó thì ông lại phải đối diện với một cái nguy cơ là bị trục xuất. Là do cái một vấn đề người ta không có nói rõ là như thế nào. Nhưng mà rồi sau đó đó, đến năm 2007 á, thì cái tình trạng di trú của ông nó được khôi phục lại. Nhưng mà khi mà Ngọc Lan vào Wikipedia để coi về tiểu sử ông này đó, thì thấy ông có quốc tịch Nga vẫn còn, quốc tịch Thụy Sĩ, nhưng mà không có quốc tịch Mỹ.
Không có quốc tịch Mỹ. Đến giờ Đạt Phong thấy là ở trong cái lý lịch của ông á, là có quốc tịch Mỹ, có quốc tịch của ba quốc gia, thì Ngọc Lan nhớ là có Nga, có Ý, một quốc gia nữa, nhưng mà Mỹ thì không có. Hiện bây giờ thì đã nói là ông đến Mỹ là năm 99, rồi xong rồi không biết vì lý do gì 4 năm sau đó thì ông phải đối diện với tình trạng là bị trục xuất, nhưng mà không bị trục xuất. Đến năm 2007 thì cái tình trạng cư trú của ông tại Hoa Kỳ, như vậy thì có lẽ đến giờ ông vẫn là người là gọi là gì, thường trú nhân hả, thẻ xanh. Thì ông ở ngay California này đây, có nhiều cái kinh doanh. Ông là thành viên của Circle of Money trên phim truyền hình Yukon Hunter. Thì đó cũng là một cái tin mà liên quan đến tình hình chiến tranh Nga với lại Ukraine đang diễn ra. Đó là nhà triệu phú người Nga. Nhưng mà đó là có lúc công ty của ông nó lên trị giá là 300 triệu. Bây giờ tới nhà tỷ phú người Nga. Tỷ phú đi, chứ giờ triệu phú mới ra giá có 1 triệu à. Tỷ phú chắc lên tới tỷ đó. Bây giờ nói ngày hôm nay thì có bản tin cho thấy, quý vị thấy cái hình đây là ông Putin và một nhà tỷ phú người Nga. Ông này đã thì ông đầu tư nhiều vô vấn đề quặng mỏ ở bên Nga, các công ty truyền thông, viễn thông. Thí dụ như là ông đầu tư rất là nhiều tiền vô công ty Xiaomi nè, rồi ông làm ở trong một cái công ty quặng mỏ ở bên Nga đó, khai thác quặng mỏ đó, Metolavik gì đó. Thì nhà tỷ phú này thì cái món đồ chơi mà ông yêu thích nhất là chiếc du thuyền của ông, gọi là một trong những thuyền vĩ đại nhất trên thế giới này, dài 156 mét, nặng 16.000 tấn. Mà năm 2016 ông đặt mua nó đó, thì con du thuyền này đó nó trị giá là khoảng 600 triệu đô la lúc bây giờ. Khi chiến sự xảy ra thì người ta mới có những cái lệnh phong tỏa tài sản của những tài phiệt Nga, thì trong đó họ nhắm tới những du thuyền đắt tiền. Thì cái du thuyền của ông đang được sửa chữa tại một cái căn cứ sửa chữa du thuyền ở bên nước Đức các quý vị. Thế là Đức thấy đã cái thời cơ đã tới. Đang có nằm ở đây đâu, khỏi phải đi kiếm ở đâu hết. Họ tịch thu cái du thuyền của ông. Báo chí cho biết rằng là ngày thứ tư, là ngày hôm qua đó, tính theo giờ ở bên địa phương đó, thì không thấy một công nhân nào tới chăm sóc cho chiếc thuyền này. Và đã có giấy dây mà phong tỏa, giấy dán lên trên cái du thuyền này đó, của nhà chức trách, cho nên không có công nhân nào tới sửa chữa hết. Công ty Forbes là công ty mà chuyên nêu ra những cái người mà giàu nhất trên thế giới này đó, họ cho biết rằng là họ cũng theo dõi cái tin này và họ có liên lạc với cái công ty của ông này và riêng với ông này nữa, vẫn chưa thấy được hồi âm. Song song với việc chiếc tàu du thuyền có tên là Duba nha, Duba, mà tại vì nó lớn quá, trên này nó có một cái hồ bơi luôn, mà người ta nói rằng nó hồ bơi nằm trên một du thuyền, thì đây là hồ bơi lớn nhất, dài hơn 25 mét. Đó, rồi người ta cho biết thêm là phải cần tới 100 người chạy cái tàu này mới là điều khiển được nó. Tức là phải điều hành từ nhà bếp tới công việc này kia đó, thì tất cả gần 100 người. Ông này mua là hồi sau đó là 600 triệu đô hồi năm 2016. Nhưng mà Pháp ngày hôm nay cũng tịch thu được một cái du thuyền của một tỷ phú người Nga khác. Hiện nay thì các tỷ phú người Nga có cái sở thích của họ là du thuyền đó, hay là những cái gọi là những cái yacht á. Thì thưa quý vị, một số những người khác nhanh chân hơn thì họ đã đậu cái du thuyền của họ ở vùng biển Maldives hay là vùng Ấn Độ Dương. Tại vì hai cái vùng này không có cái dẫn độ hay là tịch thu tài sản mà như là cộng đồng thế giới đang là làm, cho nên họ đậu lại ở đó để mà gọi là giấu tội đó. Nhưng mà không biết là chính quyền là sở tại có tịch thu và giao lại cho những nước khác hay không, nhưng mà Pháp, Đức, hình như là nước Anh nữa cũng đã tịch thu được một chiếc rồi. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì người đại diện của trường đại học Stanford ở California, một cái trường rất là nổi tiếng, đã ra một cái thông báo rằng là sinh viên, cô này là Kathy Meyer, 22 tuổi, là người mà phụ trách cái đội đá banh nữ của trường đó, đã qua đời ngay tại ký túc xá của trường vào sáng ngày thứ ba.
hiện bây giờ đó thì lý do tại sao mà cô sinh viên này Kathy Meyer này qua đời thì người ta chưa có công bố, bởi vì nói rằng là để bảo đảm cái quyền riêng tư của gia đình. Nhưng mà đây lại là một cái giống như là một cái chấn động tâm lý đối với lại sinh viên. Thì trường đại học Stanford là ai cũng biết đây là một trong những cái trường rất là nổi tiếng. Để vào được trường này á là không có dễ, và cô này lại là một nhân vật khá là được chú ý và nổi tiếng ở trong trường, không chỉ là về riêng cái chuyện học. Cô đang học năm cuối của ngành quan hệ quốc tế và lịch sử. Người ta chưa biết là lý do tại sao mà cô lại qua đời ở ngay trong phòng của mình. Những người mà sinh viên ở quanh đó đó, họ chỉ xác nhận là ở khoảng 11 giờ sáng của ngày thứ ba thì họ thấy xe cứu thương rồi cảnh sát rất là đông đến ngay cái phòng của cô này, và sau đó thì thấy là cô được đưa ra. Trong cái thông báo của trường á đưa ra thì có một cái chi tiết nói rằng là nói với các sinh viên rằng là mọi người nên biết thương yêu chính bản thân mình, quan tâm đến bản thân mình và cả đối với những người xung quanh, và hãy lên tiếng khi mà mình thấy có những cái vấn đề gì đó mà mình cần được giúp đỡ thì nhớ lên tiếng và chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ các em. Thì đó là cái thông báo của nhà trường. Nhưng cái chết của cô sinh viên này đó thì mặc dù là không có đưa ra cái lý do, nhưng mà có thể nhiều người thì người ta cho rằng là cô là đã tự tử chết. Với những cái bây giờ ở các em sinh viên ở cái tuổi đó, những cái áp lực về đời sống nó rất là nhiều, đối diện với cái nhiều nhất là căn bệnh trầm cảm nữa. Đối với những người càng nổi tiếng, các em càng nổi tiếng á, mà ở cái tuổi trẻ đó thì các áp lực các em càng nhiều, và có những lúc mà các em sẽ rơi vào trong những cái mà người ta nói là những cái bế tắc, mà cảm thấy là mình không có chia sẻ được với ai hết. Mặc dù ở ra ngoài thì người ta biết mình là một cái người được ca ngợi vân vân, nhưng mà ở trong cái nội tâm của các em á thì nó có những cái khoảng trống và đưa đến những cái hành động đáng tiếc như vậy. Tin gần nhà ở Diamond Bar, các bạn cũng biết là Diamond Bar là rất là gần với Orange County này, ở đây khu Little Sài Gòn, từ đây lên đó cách chắc khoảng chừng 25 phút ở Diamond Bar đó. Thì ngày hôm qua đó cơ quan kiểm soát động vật của thành phố này đã tới một căn nhà mà sau khi nhận được những cú phone cho biết là không biết cái người ở trong căn nhà này như thế nào, và họ nói rằng là trong nhà này có rất là nhiều chó mèo này kia nữa, không biết cái người trong này sống làm sao. Đó, khi mà người ta tới điều tra đó thì người ta thấy ở đây có một bà khoảng hơn 70 tuổi sống ở đây chung với lại khoảng hơn 80 con chó và mèo. Wow. Mà khi mà người ta mở cửa cái gara lên đó thì những cái thùng đó nó chất đầy gần tới cái cửa mà cao ngất ngưỡng lên nữa rồi. Trong nhà thì mùi hôi thối, họ tìm được là 80 con thú chó mèo sống chung với lại khoảng hơn 10 con mèo đã chết khác nữa. Ôi. Và cái mùi hôi thối là nó kinh khủng lắm. Thì sau khi điều tra thì họ đã mang hết tất cả những con thú này, có nhiều con nó gầy ốm trơ xương luôn nữa. Đó, cho nên họ mang hết tới sở động vật ở thành phố Diamond Bar để mà chăm sóc. Còn bà này đó thì sau khi mà được đưa vô nhà thương để mà coi theo dõi sức khỏe thì bà đòi về nhà. Đó, thì họ nói rằng là bà này thì đang điều tra thôi, cho nên cũng chưa có tội tình gì hết, thì vẫn cho bà về nhà. Thế đây là cái chuyện mà làm sao mà có thể sống được trong căn nhà có 80 con chó và con mèo khác nhau. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm tối ngày thứ 7 vừa rồi đó thì lại có một tai nạn
có thể nói rất là hy hữu xảy ra tại một căn nhà ở Colorado. Đó là lúc mà chủ nhà đó đang tổ chức cái tiệc sinh nhật cho con trai mình 18 tuổi thì mời rất là đông bạn bè. Nhưng mà cái số lượng đông á nó lên đến hơn 100 người. Thì các em này đó, trong lúc mà buổi tối hơn 10 giờ tối rồi, các em mới đang nhảy nhót, tại vì cái clip mà người ta quay lại thấy được á là các em đang nhảy nhót hò hét như vậy, thì cái sàn nhà đó nó sập xuống, nó rớt thỏm xuống dưới cái basement. Thì những cái khu nhà bên đó là có basement, rớt hẳn xuống dưới như vậy luôn. Người ta nghe được cái tiếng la hét của các cái em này, bởi vì rớt hẳn xuống như thế. Dĩ nhiên không phải là 100 em rớt xuống hết. Thì lúc đó là cảnh sát tới nơi á, thì mới thấy rằng wow, cái nhà này thì thật sự thì chưa có phải là từng vi phạm những cái gì về hình sự vân vân, mà chỉ có là tổ chức một cái bữa tiệc như thế. Nhưng mà dư luận á, thì người ta nói rằng là tại sao một căn nhà mà lại chứa đến chừng ấy người, nó kinh khủng quá. Rồi khi cảnh sát tới nơi đó thì thấy là các em cũng bắt đầu leo ra khỏi cái căn nhà đó, ngồi ở ngoài ở bên cái vệ đường, xong rồi phụ huynh các em mới đến đưa các em về. Không có ai mà bị chết hết. Nói là theo như cái thông báo của sở cứu hỏa ở đây đưa ra đó, thì nói là chỉ có 3 em là bị thương, 2 em bị thương nhẹ, một em thì được đưa vào trong bệnh viện. Nhưng mà khi mà cái tin này của sở cảnh sát đó, sở cứu hỏa đó đưa lên trên Facebook á, thì rất là nhiều người dân địa phương đó người ta vô coi, thì có nhiều người nói rằng là cái chỗ đó gần cả 150 đứa đó, con tôi cũng có đến tham dự nữa. Có một phụ huynh nói rằng là tôi có 2 đứa con đã đến tham dự bữa tiệc này, nói rằng là 3 em bị thương á, thì không có đúng, tại vì sẽ có rất là nhiều em bị thương, ví dụ như là 2 đứa con tôi, nhưng mà ngồi đó chờ hoài không có đủ cái người đến để mà làm gì cho các em, cho nên phụ huynh tự đưa các em vô trong bệnh viện để coi. Thì những em này ví dụ như là trật tay, trật chân, trầy trụa đó, có nghĩa là nó không có quá nguy hiểm, thì các phụ huynh người ta tự động người ta chăm sóc con của họ. Nhưng mà để thấy rằng là một cái bữa tiệc tổ chức ở nhà với cái số lượng người như vậy, rồi các em nhảy nhót, rồi xong rồi nguyên một cái nền nhà nó, cái sàn nhà nó sập, nó lọt xuống dưới basement luôn. Tại vì những người đó tổ chức tiệc mà không lựa một cái nơi nào đó vui vẻ nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay có một cái bản thống kê đó, họ cho biết rằng là những nơi mà họ gọi là happiest, là gọi là gì nhỉ? Vui nhất hả? Vui nhất, hạnh phúc nhất hả? Hạnh phúc nhất để sống. Những nơi mà hạnh phúc nhất, vui nhất để mà sống, thì trong đó có 3 thành phố ở ngay tại California này, thưa với quý vị. Bản tin cho biết là họ dựa vào những cái thăm dò về vấn đề thứ nhất, đó là về vấn đề công ăn việc làm. Thứ hai nữa, cái độ căng thẳng khi mà sống ở đây, hay là cái độ ưu tư của người sống ở đây. Và thứ ba nữa là cái mức độ mà những cái vụ ly dị xảy ra tại đây đó, thì họ nói rằng là dựa trên 3 cái yếu tố đó và còn nhiều yếu tố khác nữa để họ chọn ra những thành phố hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất để mà sống. Nhưng mà khi mà đọc ra thì mình thấy nó hơi là lạ làm sao đâu á, có gì đó sai sai. Tại sao vậy? Tại vì khi mà họ lựa ra như vậy thì họ nói rằng là mặc dù là cũng có nhiều người sống ở những thành phố được mang tiếng là hạnh phúc nhất như vậy, nhưng mà họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù họ sống ở đó, nhưng mà họ nói rằng là tôi vẫn lo lắng ngay ngay là không biết ngày nào công ăn việc làm của tôi sẽ chấm dứt, hay là cái vấn đề chuyện vợ chồng khi nào mà xảy ra ly dị vân vân đó, thì họ vẫn lo. Thì đúng rồi, thì cái là cuộc sống hàng ngày mà đâu có gì là vĩnh cửu đâu, thì thế nào cũng có sự thay đổi. Thay đổi xấu hay thay đổi tốt thì nó khác nhau. Nhưng mà mình coi qua cái danh sách đó Ngọc Lan, mình thấy wow, họ lựa ra tới 15 tiểu bang. Nhưng mà tiểu bang California đáng được nói tới nhất là tại vì có 3 nơi lận. Trong những tiểu bang khác thì không có. Có Bonsa không? Không. Nhưng mà gần Bonsa thì có. Thành phố mà hạnh phúc nhất để sống ở tại California đó là Fremont, California. Rồi sau đó tới Columbia. Columbia, Maryland là thứ nhì. San Francisco là thứ ba. Hàng thứ ba là San Francisco nha. San Jose là hàng thứ tư. Wow, ghê chưa? Tức là những người Việt mà đang sống ở trên đó là những người rất là hạnh phúc, rồi sống trong một thành phố rất là hạnh phúc.
rồi tới hàng thứ năm là Irvine, California, quá trời California, Madison ở Wisconsin, là Seattle ở Washington. Ngọc Lan đi Seattle chưa? Đi rồi. Đi rồi ha. Dạ. Yeah. Thành phố trên đó yên bình. Yên bình là lúc nào cũng thấy nó cái kiểu mà mình dùng cái chữ lạnh nó mướt rượt á, tại vì mưa hoài, cây xanh tươi tốt. Thành phố sương mù. Nó giống giống như mình có cảm giác như ở Đà Lạt mà cái thời trước trước đây nha, bây giờ Đà Lạt nóng lắm. Rồi hàng thứ 9 nha là Huntington Beach, California, rồi San Diego cũng của California, rồi qua nhiều tiểu bang. Tới hàng thứ 14 là Santa Rosa, California nè, rồi Santa Clarita ở California, Oakland ở California, cũng là những thành phố mà họ nói rằng là thành phố hạnh phúc và vui vẻ để sống. Glendale cũng được trong này nè. Anaheim, California cũng có nè. Anaheim cũng có luôn. Bởi vậy mới nói là đi đến một cái Disneyland gọi là the happiest place on earth mà. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là đứng hàng thứ 24 là Garden Grove, California. Mà không có Westminster. Như vậy là Westminster không lẽ là thua Garden Grove sao ta? Westminster nguyên hội đồng thành phố cãi nhau chí chóe hàng ngày mà người dân là sao mà happy được trời. Thì đó là những cái tin thấy cũng thấy những cái gì gần gũi với mình để thấy là đó là tính trên the happiest city. Những thành phố hạnh phúc nhất. Wow, hạnh phúc, mình cạnh hạnh phúc, mình ở bên cạnh là mình hưởng hạnh phúc lây. Dạ, mình có hạnh nhân với... Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua đó thì có một cái tai nạn, khá là cũng là tai nạn đó, ngày hôm nay sau tin của Ngọc Lan toàn là tai nạn không biết. Mà liên quan cứ đến trường học rồi đến những cái em nhỏ. Một tai nạn đã xảy ra khi mà một người ăn cắp xe. Họ ăn cắp xe, họ chạy thì bị cảnh sát đuổi theo. Thì cái chiếc xe này đó, nó đã tông vào trong một cái chiếc xe bus. Mà chiếc xe bus này chở trẻ em ở ngay vùng Nam Los Angeles vào lúc khoảng tối ngày hôm qua. Hiện bây giờ thì người ta chỉ cho biết rằng là có 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Nhưng mà cảnh sát chưa có tiết lộ, chưa có cho biết rằng là trong số những người bị thương này thì có con nít nhiều hay không, rồi bao nhiêu người lớn, rồi như thế nào thì họ chưa có cho biết chính xác. Nhưng mà chỉ biết rằng là có 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Và cái lý do mà bị tai nạn là do một cái chiếc xe nó ăn cắp xe, một người ăn cắp xe đã chạy rồi tông vào trong cái chiếc xe này. Cái bản tin này là bản tin mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp và lên án cái hành động của Nga xâm lăng Ukraine. Thì khi mà bỏ phiếu lên án như vậy đó, thì 35 nước bỏ phiếu trắng, 5 nước bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết này, cái lên án này, và 141 nước khác đồng ý lên án Nga xâm lăng Ukraine. Thì thưa với quý vị, có nhiều người hỏi, Việt Nam thì sao? Việt Nam là một trong 35 nước bỏ phiếu trắng. Trong những nước bỏ phiếu trắng như vậy đó, mà không có nói yes hay là no như vậy đó, thì có 5 nước là bỏ phiếu chống lại nè. Là Nga, là dĩ nhiên là Nga, là nước Nga là bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết này. Rồi Belarus là bạn thân của Nga cũng bỏ phiếu chống lại. Rồi Eritrea nè, Bắc Hàn nè, và Syria là những nước, 5 nước chống lại cái nghị quyết này. Họ bỏ no liền, họ bỏ phiếu no đó. 35 nước thì có nhiều nước trong đó có China, Trung Quốc và Pakistan, và những nước khác còn lại, thí dụ như là họ nói là Iran, Iraq, Ấn Độ, là những nước mà trong 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam bỏ phiếu trắng. Thế thì tại sao Việt Nam mình không có nghĩ lại coi, nếu mà mình không ủng hộ cái nghị quyết này lên án Nga đó, rồi mai mốt Trung Quốc mà tấn công Việt Nam, hay là Trung Quốc tấn công Đài Loan như vậy đó, thì ai sẽ ủng hộ mình? Tại vì mình đã bỏ phiếu trắng trong cái lên án hành động của Nga mà. Trời ơi, Việt Nam là một nước bạn thân của Nga. Bạn thân của Nga đã nói rằng hôm trước, mình đã nói là có rất là nhiều tỷ phú đứng đầu ở Việt Nam bây giờ là cũng từ các nước Đông Âu, trong đó có Nga, Liên bang Xô Viết cũ, đủ thứ làm sao mà chống được. Mà có những cái bình luận mới nhất á, trong số những người mà bên vực Putin mà vẫn còn thần tượng Putin đó là ở Việt Nam.
Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Ngay sau Cà phê sáng sẽ là Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Cẩm Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.